Những lần sau, Hoa Ngữ xuống cấp nhan sắc tới mức bị Trình Phan ruột kêu trời, Triệu Lộ Tu Dương Tử liên tục bị nhắc nhở. Không phải lúc nào các minh tinh Hoa Ngữ cũng được người hâm mộ khen nức nở. Vài ngày trước khi xuất hiện tại công khai sự kiện đêm hội Webbo 2022, Triệu Lộ Tu đã khiến người hâm mộ lo lắng khi người đẹp lộ diện với ngoại hình tăng cân trông thấy. Gương mặt của Lộ Tu tròn trịa hơn hẳn cách đây vài tháng khi xuất hiện trong một sự kiện thương hiệu thời trang. Không chỉ mình Triệu Lộ Tu, trong làng giải trí Hoa Ngữ cũng khá nhiều minh tinh thỉnh thoảng đều bị Trình Phan ruột nhắc nhở vì chuyện tăng cân mất kiểm soát hay ngoại hình xuống cấp, trong đó phải nói tới những cái tên như Dương Tử, Trương Ngang Hách hay thậm chí Vương Nhật Bác. Triệu Lộ Tu. Trong làng giải trí Hoa Ngữ, ngoài những mỹ nhân Minh Hạc, Sương Mai thì cũng có không ít người đẹp sở hữu thân hình mộng mĩm và đầy đặn. Triệu Lộ Tư là một trong số đó. Ngay từ khi mới ra mắt, Triệu Lộ Tư đã gắn liền với hình tượng mỹ nhân đáng yêu với gương mặt tròn trịa. Một khi tăng cân thì đều sẽ dễ dàng nhìn ra ở gương mặt. Chính vì thế mà những năm qua, Lộ Tư rất chú ý tới vấn đề tập luyện và kiêng khem. Thế nhưng trong lần xuất hiện gần đây nhất tại đêm hội Webbo 2022, Triệu Lộ Tư đã bị soi ra được chuyện tăng cân khi lộ gương mặt tròn có phần kém sang. Ngay lập tức fan của cô nàng đã để lại bình luận trách phòng làm việc của nữ diễn viên. Họ chơi đồ tạo hình thường xuyên áp dụng phong cách trang điểm Hàn Quốc, làm gương mặt cô vốn tròn, nay càng thêm càng mọng bóng dầu. Lông mày thì bên cao bên thấp, tóc đen nhưng mày vàng, khiến gương mặt của Lộ Tư kém thẩm mỹ. Bên cạnh đó, fan cũng yêu cầu đoàn đội phải quản lý chặt hơn về vấn đề tăng cân của nữ diễn viên. Dương Tử. Một mỹ nhân khác cũng gặp vấn đề từ cân nặng chính là Dương Tử. Kể từ khi ra mắt, cô nàng đã luôn xuất hiện với vóc dáng có phần mũm mĩm. Dương Tử từng không ít lần bị người hâm mộ nhắc nhở về chuyện giảm cân. Bên cạnh đó, các fan còn yêu cầu phòng làm việc nên chú ý tới phong cách tạo hình của Dương Tử cho những lần xuất hiện công khai. Từ việc không diện đầm trễ vai tới hạn chế để tóc mái ngang, tất cả đều được fan của Dương Tử đưa ra cho thần tượng. Bởi lẽ Dương Tử có thân hình khá tròn trịa nên mỗi lần diện đầm hở vai, người đẹp đều dễ dàng lộ khuyết điểm, bờ vai kém thon gọn. Dương Mịch. So với những mỹ nhân còn lại, Dương Mịch là người đẹp hiếm khi để fan la ó về vấn đề ngoại hình. Tuy nhiên không phải lúc nào Dương Mịch cũng xuất hiện với vẻ ngoài đẹp hoàn hảo. Đặc biệt khi đã bước sang tuổi U40 thì người đẹp cũng phải đối mặt với vấn đề xuống cấp. Cụ thể cách đây không lâu, Trang Su đã có bài viết chê bai nhan sắc thật của Dương Mịch khi người đẹp xuất hiện trong khung hình chưa quá chỉnh sửa. Theo đó, trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại một sự kiện, công chúng đều có thể nhận ra Dương Mịch để lộ khá nhiều khuyết điểm trên gương mặt. Da người đẹp bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, nhiều nếp nhăn quanh khóe miệng và phần cổ. Ngoài ra, các fan còn nhận ra Dương Mịch trong sự kiện đó có tăng cân không ít nên trông tròn trịa hơn. Vương Nhất Bác. Chẳng ai nghĩ rằng Vương Nhất Bác cũng xuất hiện ở danh sách này, bởi lẽ từ trước tới nay nam thần Trình Đình Nệnh luôn xuất hiện với ngoại hình vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng đúng là chẳng ai hoàn hảo 100%, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Cụ thể, trong một lần xuất hiện ở sự kiện trà năm mới, Vương Nhất Bác đã bị soi ra gương mặt có phần mũm mĩm hơn bình thường. Công chúng nhanh chóng bàn tán về ngoại hình của Vương Nhất Bác. Về phần người hâm mộ, họ cũng đề nghị Vương Nhất Bác nên chú ý tới ngoại hình cũng như vấn đề cân nặng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.